tâm linh hồn đi ò về đơn sơ trong trắng, nguyện là bài ca dâng dâng vỡ chúa trời tiên tình. Con xin dâng trong sắc xuân dâng hồn, làm hy lễ từ trước tôn nhân ngài. Xin ra đi làm mũi bên cho đời tình thương gieo sắc ngàn Cha Giuse, Tổng Cố vấn vùng Đông Á, Châu Đại Dương dòng Salesian Đông Bosco. Kính thưa Sơ Rosa, Bề Trên Giám Tỉnh, Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam, quý linh mục tu sĩ, quý cha mẹ, thân nhân của chúng con. Vĩnh khấn là một hồng ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho 19 chị em chúng con. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng con cũng không quên nói lên lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, vì đã luôn yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ chúng con. Chúng con xin hết lòng tri ân cha Giuse đã đến chủ tế thánh lễ và ở lại chia sẻ niềm vui dâng hiến. Thánh lễ thật long trọng, trang nghiêm và sốt sắng trong bầu khí trầm lắng của dịch bệnh COVID-19. Chúng con tin chắc rằng cha đã, đang và sẽ tiếp tục dành thêm nhiều lời cầu nguyện cho chúng con nữa. Lòng biết ơn sâu đậm, chúng con xin được gửi đến Sơ Rosa Bề Trên Giám Tỉnh. Sơ đã như một người mẹ, người chị, ân cần đón nhận chúng con vào hội dòng, tận tụy chăm sóc và hướng dẫn để chúng con có thể đáp trả lời mời gọi dâng hiến vĩnh viễn cho Thiên Chúa theo tinh thần Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Maria Massarello. Đặc biệt, ngày lễ khấn trọn năm nay có biết bao nhiêu là lo toan khi những điều ngoài ý muốn xảy ra cho sự bùng phát bất ngờ trở lại của COVID-19. Nhưng Sơ Rosa Giám Tỉnh và Ban Cố vấn đã đón nhận tất cả theo Thánh ý Chúa và đã sắp xếp lại mọi sự sao cho tốt đẹp nhất. Chúng con cảm nhận một bầu khí gia đình thật gần gũi và đầm ấm. Chúng con xin hết lòng tri ân. Cũng trong tinh thần gia đình, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bề trên và các chị em dòng con Đức Mẹ Phù Hộ đã cùng chung chia đời sống và đồng hành với chúng em trong hành trình theo Chúa. Dù nhiều chị em không thể hiện diện trực tiếp trong thánh lễ, nhưng đã hướng về chúng em và cầu nguyện cho chúng em thật nhiều. Chúng con cũng không quên cảm ơn quý cha,
quý tu sĩ nam nữ đã yêu thương, cầu nguyện và gửi lời chúc mừng qua nhiều cách thức khác nhau đến chúng con. Lời tri ân đặc biệt của chúng con xin gửi đến ba mẹ và họ hàng thân yêu. Cảm ơn ba mẹ vì công ơn sinh thành, dưỡng dục cho chúng con nên người. Biết bao nhiêu hy sinh, vất vả và yêu thương mà ba mẹ dành cho chúng con. Lễ khấn năm nay thật đặc biệt vì ba mẹ không thể ở bên cạnh chúng con bằng thể lý, nhưng chúng con vẫn thấy ba mẹ ở rất gần, ở trong trái tim và trong lời cầu nguyện của chúng con. Ba mẹ đã quảng đại dâng hiến chúng con cho Chúa. Hôm nay cuộc lễ hy sinh càng đẹp hơn nữa khi ba mẹ cùng chúng con thưa tiếng xin vâng để đón nhận thánh ý Chúa trong biến cố bất ngờ này. Chúng con cảm ơn ba mẹ thật nhiều. Và lời cảm ơn cuối cùng, chúng con xin được gửi đến tất cả những ai đã góp phần tổ chức cho ngày lễ hôm nay của chúng con được diễn ra tốt đẹp. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người vì tấm lòng yêu thương và sự hy sinh đã dành cho chúng con. Và sau đây, chúng con xin gửi đến cha Giuse, sơ Rosa giám tỉnh và tất cả mọi người liên khúc cảm mến ân tình này con đây, là chính tâm tình chúng con dâng lên Thiên Chúa trong ngày trọng đại này. Chậm chân những bước đi đầu tiên, Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên. Rồi tháng năm trôi con thành người, rơi gót chân cha con vào đời, tìm bóng Giê-xu, Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài. Dù con bất xứng nhưng ơn Chúa mãi hoài chan chứa trên đời
Này con đây vì Chúa đã chọn con. Này con đây vì Chúa đã gọi con. Từ đây con xin dân bước theo Ngài. Chọn con tim mà hướng hiến dâng Ngài. Xin cho con vui sống tháng ngày mãi trong Ngài. Luôn chung tin theo Chúa giữ vẹn nghĩa trong đời. Con đây tựa hiến lễ tình yêu, nguyện cho con đem lễ thế toàn thiêu. Từ đây con không sống sống cho mình, mà con xin xin sống sống cho Ngài. Xin cho con nơi sống tháng ngày mãi trong Ngài, luôn chung tin theo Chúa giữ vẹn nghĩa trong đời. Xin cho con nơi sống tháng ngày mãi trong Ngài, luôn chung tin Chúa giữ vẹn nghĩa trong vâng niềm